năm 2008, tôi được tại ngoại hầu tra có giám sát và có điều kiện. Tôi rất cảm kích chương trình này vì đã giúp tôi có thể đi làm ngay ngày hôm sau và cũng giúp không phải giải thích cho con trai tôi việc tôi đã bị giam giữ. Quý vị có thể chưa biết, nhưng biết đâu quý vị cũng hội đủ điều kiện được tại ngoại mà không phải đóng tiền thế chân. Vì vậy, nên hỏi thăm văn phòng phụ trách thủ tục trước khi xét xử pre-trial về điều này. Người mới bị bắt giữ sẽ được đưa đến nhà tù chính số 150 West Heading, San Jose. Tại đây, mọi vật dụng cá nhân sẽ được cơ quan bắt giữ thâu lại và sẽ có kiểm tra an ninh. Người bị giam sẽ được khám sức khỏe sơ lược trước khi bị giam. Trong khi làm thủ tục giam giữ, họ sẽ được chụp hình và lăn tay. Tài sản cá nhân sẽ được kiểm kê và bảo đảm. Mọi tài sản sẽ được trả lại khi được thả ra. Vào thời điểm này, họ sẽ ở trong phòng chờ được thả ra, được văn phòng phụ trách thủ tục trước khi xét xử pre-trial phỏng vấn hoặc đưa về nhà. Họ có thể dùng điện thoại trong văn phòng đợi. Sau khi được thả ra, phòng tiếp khách của nhà giam chính có điện thoại để gọi và chỗ sạc điện miễn phí. Quý vị bị bắt giữ vì mới phạm tội đại hoặc tiểu hình và muốn được tại ngoại. Quý vị có biết là tiền thế chân quý vị hoặc gia đình đóng cho văn phòng bảo lãnh sẽ không được hoàn trả, nghĩa là quý vị sẽ không lấy được về đồng nào hết không? Kể cả khi được phán là không có tội hoặc không có ai cáo buộc gì hết, quý vị có biết là có nhiều cách để được tại ngoại sau khi bị bắt không? Xin cứ hỏi. Tiền bạc không phải là yếu tố duy nhất giúp được tại ngoại trong thời gian trước khi được xét xử. Quý vị có thể hội đủ điều kiện được tại ngoại mà không phải đóng tiền thế chân. Xin cứ hỏi. Văn phòng phụ trách thủ tục trước khi xét xử pre-trial có nhân viên trong phòng đợi để quý vị có thể hỏi chuyện. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp tòa thượng thẩm có thêm hiểu biết khi quyết định cho tại ngoại có khi không phải đóng tiền thế chân. Chúng tôi sẽ phỏng vấn người bị giam vì bị cáo buộc tội tiểu hoặc đại hình hoặc có trát tầm nã của tòa. Muốn nói chuyện với chúng tôi trước khi tòa có phán quyết về điều kiện thế chân hoặc bị rời đến một chỗ khác trong nhà tù, chỉ cần yêu cầu được nói chuyện với chương trình OA. Chúng tôi khuyến khích tất cả các bị cáo nên biết rõ các chọn lựa họ có được trước khi quyết định. Khi nói chuyện với văn phòng này, biết đâu quý vị có thể hội đủ điều kiện được tại ngoại hôm nay mà không phải đóng tiền thế chân, giúp tiếp tục đi làm, có thể giữ lại nhà ở, nuôi gia đình và đời sống hàng ngày không bị xáo trộn. Xin cứ hỏi. Nếu tòa nhận thấy quý vị hội đủ điều kiện cho OA, tức là tại ngoại hầu tra có điều kiện, quý vị có thể trở về cuộc sống bình thường với điều kiện là quý vị sẽ ra tòa và là thành viên tuân thủ pháp luật trong cộng đồng. Quý vị có thể được tại ngoại hầu tra có điều kiện và có giám sát, có nghĩa là quý vị được tại ngoại với điều kiện như với OA, nhưng còn phải trình diện hoặc báo cáo qua điện thoại cho một nhân viên văn phòng pre-trial. Xin cứ hỏi. Ngay cả lúc đầu khi bị bắt và không hội đủ điều kiện được tại ngoại hầu tra có điều kiện, quý vị cũng có thể xin điều này một lần nữa trong phiên tòa định tội. Quý vị cũng có thể trả tiền thế chân do tòa định vào bất cứ lúc nào. Quý vị có biết ai đang có trát bị tầm nã vì tội tiểu hoặc đại hình không? Dịch vụ pre-trial có chương trình tự đầu thú để cho bị cáo có thể nộp mình ở phòng tiếp khách của nhà tù chính và xin được quan tòa xét lại hồ sơ. Nếu được chấp thuận, bị cáo sẽ được trả về cho văn phòng pre-trial và được xem như đã đáp ứng các điều kiện của trát tòa. Đừng để cho trát tòa tiếp tục làm khó chính quý vị hoặc người quen. Xin cứ hỏi. Văn phòng luật sư công Public Defender có thể lên tiếng cho quý vị giúp bảo đảm quyền được xét xử cách công bình và theo đúng các thủ tục tố tụng. Nếu không đủ khả năng thuê luật sư để bào chữa, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị dịch vụ pháp lý miễn phí với phẩm chất cao. Chúng tôi lấy làm vinh dự được đại diện cho quý vị. Phiên tòa đầu tiên là để định tội quý vị. Có một luật sư công sẽ hiện diện ở tòa, quan tòa sẽ cho biết quý vị bị cáo buộc những tội gì và sẽ hỏi nếu quý vị muốn có luật sư công đại diện hay không, nên trả lời có. Mục đích của chúng tôi là được gặp quý vị trong vòng 48 giờ trước phiên tòa đầu tiên. Chia sẻ thông tin quý vị có với chúng tôi rất quan trọng. Nhớ cho chúng tôi biết nếu quý vị là cựu chiến binh, có vấn đề về di trú, đã có tiền án hoặc có vấn đề về tâm trí trong quá khứ. Quý vị sẽ được phỏng vấn riêng và cuộc phỏng vấn sẽ được giữ kín. Quý vị được dùng điện thoại công cộng trong nhà tù, mọi cuộc gọi đều được thâu âm. Các cuộc gọi từ nhà tù cho nhân chứng hoặc người bị cho là nạn nhân thường hay được dùng để gây bất lợi cho bị cáo. Quý vị không nên bàn về các chi tiết trong hồ sơ qua điện thoại. Nhóm bảo chữa cho quý vị gồm có nhân viên điều tra, trợ lý pháp luật, nhóm nghiên cứu vụ án và quý vị được tiếp xúc với các chuyên gia. Chúng tôi sẽ cho quý vị mọi thông tin cần thiết để giúp quyết định muốn ra tòa chống án hoặc chấp nhận phương án giải quyết được đề nghị. Quý vị sẽ luôn là người quyết định. Văn phòng của chúng tôi cũng giúp giảm án hoặc xóa án.
Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền hiến định và pháp lý của quý vị. Chúng tôi bảo đảm cho quý vị nhận được sự bào chữa tốt nhất có thể có. Chúng tôi là Văn phòng Luật sư Công, hạt Santa Clara và chúng tôi sẵn sàng để giúp đỡ quý vị. Trung tâm cung cấp các nguồn giúp đỡ để hội nhập vào đời sống Reentry Resource Center của hạt Santa Clara có các dịch vụ giúp đỡ cho những ai đang bị giam hoặc vừa được thả trong vòng 12 tháng vừa qua. Nằm đối diện với nhà tù chính tại 151 West Mission, chúng tôi là văn phòng cung cấp nhiều dịch vụ trong một không khí thân thiện. Nhân viên của trung tâm sẽ giúp quý vị biết cách tiếp xúc với các dịch vụ cần thiết như chương trình thẩm định và giới thiệu đến các chương trình cai nghiện, cai rượu và sức khỏe tâm trí, ghi tên vào chương trình giúp đỡ tổng quát GA, trợ cấp thực phẩm CalFresh và bảo hiểm y tế Medigel. Chúng tôi có đơn vị y tế lưu động tại đây với bác sĩ tâm trí, y tá, nhân viên xã hội y tế và nhân viên y tế cộng đồng cung cấp các dịch vụ y tế miễn phí. Văn phòng chúng tôi cũng có trang bị máy điện toán, kho thực phẩm và áo quần cho quý vị. Chúng tôi cũng hợp tác với các cơ quan hội nhập khác của các cơ sở tôn giáo, cũng như các cơ quan cộng đồng có cung cấp các dịch vụ như là nơi tạm trú, việc làm, thực phẩm khẩn cấp và nhiều thứ khác nữa. Nếu có thể, hãy mang theo căn cước và tất cả giấy tờ của tòa khi đến trung tâm. Hãy nhớ rằng mọi cố gắng tích cực để cải thiện hoàn cảnh cũng là điều có thể giúp ích cho quý vị trước tòa. Trung tâm Reentry đã chỉ cho tôi các nguồn giúp đỡ mà tôi không hề biết trước đó. Tôi đã xin được việc làm ở Goodwill. Bây giờ thì tôi giới thiệu mọi người đến với trung tâm này. Họ có rất nhiều dịch vụ giúp đỡ mà nhiều người không hề biết. Khi đã sẵn sàng để thay đổi cuộc đời mình, Trung tâm Reentry sẵn sàng giúp đỡ quý vị trong tiến trình này. Xin cứ hỏi.